Xin chào anh Nguyễn Cường ở Hà Nội và xin chào các bạn. Video này em sẽ test sản phẩm cho anh Nguyễn Cường, bao gồm là một bộ 2 mic không dây màu bạc xanh. Thì hiện tại với cái bộ này bên em đang bán với giá là 545.000. Thì khi các bạn mua sản phẩm nó sẽ có bao gồm là 2 tay mic, một cái mạch thu dành cho 2 mic và một cái giắc cắm 5 chân. Hiện tại thì mạch em đang kết nối với mạch mic này để test sản phẩm cho anh. Mic này nó sử dụng cái loại pin 2A mà chúng ta hay gọi là pin con thỏ, pin bỏ vào cái đồng hồ á. Rồi, như vậy là em lắp pin vào, bật công tắc lên thì trên đây hai màn hình đã sáng. Đồng nghĩa với việc dưới đây có hai bóng đèn kết nối sóng cũng đã sáng rồi. Bây giờ em sẽ tắt một cái đi nhé. Tắt một mic đi này. Đó, đèn dưới đây tắt. Rồi bây giờ em sẽ test sản phẩm cho anh. Alo, alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi tiếp tục mic số 2 này. Là 1 2 3 4 5 6. Là 1 2 3 3. Là 1 1 2 3 3. Là rồi, như vậy là tất cả cái bộ mic của anh đều hoạt động rất tốt. Bây giờ em sẽ đánh dấu ký hiệu lên sản phẩm để gửi sản phẩm cho anh. Trên đây là cái ký hiệu sản phẩm của anh. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm bên em. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video kế tiếp. Chào tạm biệt.